Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo mà chúng tôi đã đưa ra trong các bản tin trước đó, kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GIS cho biết, thì hiện nay vùng áp thấp nhiệt đới ở Bắc Biển Đông tiếp tục đang phát triển mạnh thêm và có khả năng tạo lên thành bão. Với sức gió mạnh cấp 7 giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,5 độ vĩ Bắc, 118,2 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 775 km về phía đông đông nam. Trong 12 giờ đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và tiếp tục phát triển mạnh thêm nữa. Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vĩ tuyến 17,5 đến 19 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107 đến 110 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vị trí và cường độ hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích để đưa ra những thông tin chính xác nhất gửi tới quý vị và các bạn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là nhận định xa, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên bà con cần đề phòng và chú ý. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh, nên trong hôm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quay trở lại với thời tiết trong đất liền. Hiện nay ở Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21 đến 24 độ vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh, nên trong đêm nay và sáng mai ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Còn tại khu vực Hà Nội, đêm nay và sáng mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lưu xuống ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, hiện nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày mai ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 17 giờ. Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, chiều mai, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông,
cục bộ có mưa vừa, mưa to, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 27 đến 30 độ. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng phía Bắc từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết Nam Bộ, có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.